Linh kiện RC xin chào tất cả anh em. Đây, anh em có thể thấy là chúng tôi đang ở một cái hồ rất là rộng, gió cũng rất là mát. Ngày hôm nay thì anh em chúng tôi đang định sẽ review cho anh em xem con thuyền Racing Boat FT007 này. Mà không phải là ý định nhưng mà là nó sẽ là sự thật luôn trong ngày hôm nay. Anh em tôi sẽ hạ thủy nó và sẽ thử xem tốc độ của con này như thế nào. Con này thì hiện tại đang được bán trên linh kiện RC là giá 690.000 đồng, thấp hơn giá dự kiến là 760.000 mà tôi đăng mấy hôm trước. Thì anh em có thể ủng hộ anh em chúng tôi bằng cách là vào trang linhkienrc.com và đặt hàng sản phẩm này. Bây giờ thì chúng tôi sẽ thử xem là cái khả năng hoạt động của sản phẩm này như nào anh em nhá. Con này nó có cái chế độ thông minh là khi mà đặt xuống nước thì nó mới ga được, để tránh trường hợp là khi mà trẻ con nó động ở phía trên bờ thì anh em sẽ không ga được. Đây, bóp thử cho anh em xem. Ở trên bờ không được, đặt xuống nước sẽ được. Nhưng mà tí nữa mình sẽ hướng dẫn cách kết nối remote vào con này. Bây giờ anh em tôi sẽ thử chạy thử nó khi đặt xuống nước nhé. Ok. Ok. Rồi, tốc độ rất cao anh em nhé. Chống lật luôn. Chống lật nhé. Lật và chống nước vào. Rồi, tốc độ khá là cao. Thôi ra, tôi thử một vòng. Trên nước luôn đi. Hay rồi.